Giờ 10 chuẩn bị đập 4 cái thùng. Trong đây là có một cái thùng rất là khủng, là cái thùng này. Rồi kế khủng là cái thùng này. Rồi một cái thùng này nhỏ nhỏ. Rồi thêm một cái thùng này là bé xíu luôn. Tổng cộng 4 thùng. Hên đó, là hai đứa vừa đi chợ về. Chứ nếu mà đi mà trễ một chút nữa là cái đống hàng này mà người ta đem lại bưu điện người ta để đó, mà lại bưu điện chở về là mệt luôn á. Hên nó vừa về tới là xe bưu điện cũng vừa tới nhà luôn. Thì trong đây có cái quà gì thì Mười sẽ khui ra trước, khui ra từ lớn tới nhỏ nha. Giờ Mười khui cái thùng ấy lộ khui từ nhỏ tới lớn. Đó, giờ Mười khui ra coi cái hộp nhỏ nhất này là cái gì đây. Cái này thì đúng là nó quá nhỏ luôn, nó nhỏ xíu vậy nè. Nó là cái gì đây vậy? Này anh Mười, anh đặt cái gì trời? Cái gì vậy Quỳnh? Đồ đo nhiệt độ á, lúc mình chiên thịt này nọ mình cắm vô. Trời ơi, làm như tưởng đâu cái gì, có cái cây giữ gì đây nữa trời. Cái nhọn á, cắm vô cái thịt á. Mình chi vậy? Ví dụ mình chiên thịt steak này nọ thì nó, mình muốn ở trong nó còn hồng hồng á, thì nó phải tới 60 độ thôi. Trời. Mình lấy ra được rồi. Chiên thì cứ canh chiên như chiên cá thì chín lấy ra thôi, chứ cần gì mà đồ đo đồ chi cho mệt trời. Bài vẽ quá. Mua này hồi nào mà Mười đâu biết đâu trời. Biết là cản rồi. Tự nhiên chiên có cục thịt cũng đi mua đồ đo độ. Nó thấy bắt mệt. Chiên một cục thì không cần, mà chiên nhiều cục thì cần. Món đó không được. Còn cái thùng này, à cái thùng của chị Tùng gửi cho mình tới rồi nè. Cái thùng này là, cái thùng này á, là của cái chị Thanh Tùng ở bên Pháp. Nhưng mà chỉ gửi tặng cho, chỉ là fan. Fan này là fan cứng luôn, fan của anh Mười nha, chứ không phải fan của Mười đâu. Thùng này sao khó gỡ dữ vậy nè. Chỉ gửi tặng cho anh thiền trưởng, tại vì chỉ hâm mộ anh thiền trưởng lắm. Anh tặng cho thiền trưởng sô-cô-la để ăn lễ, mà chờ ăn lễ phục sinh đó. Mà chờ từ hồi hôm bữa giờ quá trời lâu luôn á. Cả 10 ngày rồi, tưởng là nó không tới kịp để ăn lễ phục sinh rồi, mà ai ngờ nó tới kịp. Wow, chị Thanh Tùng ơi, em cảm ơn chị nhiều. Quà của chị đây rất là đẹp, sô-cô-la của Bỉ. Chị ở Pháp nhưng mà chị phải nhờ người em ở bên Bỉ á, mua sô-cô-la tặng cho anh Mười. Nhưng mà Mười thì chỉ ăn ké thôi, cho nên cái quà này là cái quà của anh Mười, thì Mười không có dám mở. Mười chỉ mở tới đây thôi, rồi phần còn lại là để giao cho anh Mười. Trời ơi đẹp quá à, gối nơ hoa rồi, nó rất là đẹp. Tại sao phải mua ốc con sô-cô-la của Mỹ gì cưng? Không biết đâu, này của chị Tùng tặng huynh mà. Tại sao không mua sô-cô-la của Pháp? Thì Mỹ nó ngon. Thôi cái hàng này hàng của anh Mười nè, anh Mười vô nhận hàng đi, rồi gửi lời cảm ơn fan của anh Mười đi. Thì anh Mười có gửi lời cảm ơn fan đi nè. Dạ, cảm ơn chị Thanh Tùng nha, gửi em cái sô-cô-la của Bỉ. Trời ơi đẹp quá. Có được khui ra không anh Mười? Hả? Khui ra không? Cho Mười khui luôn đó. Cái này là anh Mười cho em khui, tại vì em cũng tò mò quá à. Em tò mò quá cho nên em đại diện anh Mười em khui ra nha. Trời uổng cái nơ quá, cái nơ ta đang đẹp dễ sợ luôn kìa. Úi. Ôi. Đó, trời ơi. Trời ơi, quà của anh Mười mà khui ra mặt hớn hở luôn. Trời ơi, gối đẹp quá chị ơi. Gối. Gối đẹp mà đến nỗi mà tiếc luôn á, tiếc cái dây luôn nè. Cái dây này em sẽ giữ lại, em sẽ không có bỏ cái dây này đâu. Chị biết tại sao không? Không phải cột tóc đâu. Anh Mười mà cà chớn là em xử anh Mười bằng cái dây này nè. Em trói lại, em trói tay, trói chân anh Mười lại, rồi em quăng ở đằng trước, nó có cái sông ở đằng trước á. Thành ra cái này là em giữ lại. Nó em không giục đâu, rất là đẹp cái sợi dây này. Rồi, sô-cô-la. Trời ơi, gói nhiều lớp quá. À, wow, còn vô một hộp nữa nè. Để em khui ra thử coi nó có chảy không. Tại vì cũng cả hơi lâu rồi, không biết nó có chảy hay không nữa. Từ Bỉ gửi qua Đức cũng hơi lâu. Wow, trời ơi, trong đây đẹp quá. Rồi.
Trời ơi, đủ hình dạng luôn. Anh Mười đem máy quay gần lại. Wow, hấp dẫn ghê luôn. Trời ơi, nó quá trời lội, nó khác nhau nè. Nó không có có giống nhau chút nào hết trơn á. Trời ơi, có trái giống gì giống như trái trà lạ thiệt cưng. Trái trà lạ, cái này đâu phải. Cái này nó trái cacao, chứ ai mà nói trái trà lạ. Tại vì sô-cô-la mà. À, hai đầu nó nhỏ nhất. Cái này là nó mới là có một lớp thôi đó cả nhà. Nó còn 3-4 lớp ở dưới nữa đó. Nè, tại vì nó để là nó tới 78 viên lượng nha. Mà cái hộp này nó là 1 ký á, nó rất là nặng luôn á. Đó, nó có nhiều lớp. Rồi bây giờ Mười sẽ thưởng thức. Nhưng mà trước khi Mười ăn á, là phải mời anh Mười ăn trước. Bây giờ đây là một cái hộp này á, Mười thấy nó có một cái trái tim. Thì cái trái tim này là của cái fan hâm mộ anh Mười tặng cho anh Mười. Thành ra giờ á, anh Mười ăn cái trái tim này đi. Đó. Cảm ơn cưng. Mà Quynh có ăn cái này lần nào chưa? Ăn rồi, cái này biết mà. Hiệu này nổi tiếng lắm mà. Hay vậy hả? Ừ. Giờ Mười sẽ ăn cái bông hồng. Rồi Quynh biết sao, Quynh kể cho cả nhà nghe đi. Chứ Mụi thì Mụi không biết, giờ Mụi chỉ biết ăn thôi. À, cái hiệu tích của cái hiệu Praline Noi House này á. Ông mà thành lập cái công ty mà Noi House này á, ổng là người Thụy Sĩ mà ổng là Úc Ý nha. Ổng tên thật á là Jean Casanova. Nhưng mà cái tên Casanova này á, nó quá nổi tiếng đúng không? Là một cái người sở khanh á, gọi là nổi tiếng nhất thế giới luôn á. Thành thử đông ra ổng mới đổi cái họ của ổng từ Casanova ra qua Noi House. Rồi ổng mới đầu ổng muốn học là bác sĩ. Nhưng mà ổng sợ máu quá đi, đông ra ổng không có học ngành đó mà ổng đổi qua ông học dược. Thì ổng mới là mở một cái nhà thuốc Tây ở bên thủ đô của Bỉ á, Brussels á. Thì từ hồi xưa đó phải không, thuốc Tây nó đắng lắm. Thành thử đông ra ổng mới có cái ý tưởng, ổng lấy cái sô-cô-la này, ổng bọc cái thuốc lại đó. Để cho mấy người mà hoàng tộc, với mấy người nhà giàu á, người ta sợ uống thuốc Tây đắng á, đông ra ta ăn cái này vô nó ngọt ngọt, nó ngon. Thì lúc rồi ổng bán cái thuốc Tây mà bọc cái sô-cô-la này á, ổng rất là nhiều người mua. Bắt đầu cái là ổng mới đưa ra cái ý tưởng là bây giờ bỏ luôn, không bán thuốc Tây nữa. Mà bây giờ bán cái praline này, cái này gọi là praline nè nha. Tức là nó có những cái hột rồi nó cũng hương vị nằm lum la. Ủa sao người ăn thấy nó giống sô-cô-la? Thì nó bọc sô-cô-la lại. Nhưng mà bên trong có cái nhân đó chẳng. Nhưng mà gọi là praline. Gọi là praline. Đó. Thì ông này là người mà gọi là sáng chế ra cái praline đầu tiên của thế giới này. Thành thử người nào mà mê sô-cô-la hoặc là mê praline á, là người ta biết cái hiệu này là Noi House. Đó là như vậy. Ngon đó. Ăn đó. Nó không có phải mà nó ngọt như như cái kiểu sô-cô-la mình ăn đâu. Cái này sao khó tả quá. Anh Mười anh giải thích đi. Cái kiểu ngọt béo nó sao ăn ăn cái kiểu nó không có ngán. Ừ là tự nhiên nó làm rất là ít đường. Còn cái kiểu kia là mình nó bỏ nhiều đường quá, ăn vô nó ngán lắm. Với lại nhiều sữa, còn này nó ít. Mười á là không có phải là thích ăn sô-cô-la. Nhưng mà phải nói là sô-cô-la Bỉ đúng là ngon nhất thế giới luôn, đúng chính xác. Tại vì á, cái lần đó Mười đi qua Bỉ á, anh Mười anh cũng quảng cáo sô-cô-la Bỉ là ngon nhất luôn, nhì mới là sô-cô-la của Thụy Sĩ. Nhưng mà Mười nghĩ trời, sô-cô-la mà ăn thì thấy cái nào cũng ngọt ngọt béo béo. Cái lúc mà nhiều quá đó, ăn cái kiểu phung phí á, ăn cái kiểu mà giống như không biết thưởng thức. Nhưng mà khi mà nó gần hết rồi đó, còn những cái cuối cùng á, trời ơi, ăn nó ngon mà nó thèm, nó đã gì đâu luôn. Rồi cái lúc đó là Mười mới qua Bỉ, cho nên chưa có kinh nghiệm. Thì ăn từ lúc đó tới bây giờ lâu rồi, sau mấy năm rồi, thì bữa nay mới nhận được cái hộp quà của chị Thanh Tùng gửi. Phải nói là quá xuất sắc luôn, nó ngon mà nó thơm, nó thơm mà nó không có ngé. Mỗi viên là mỗi mùi vị nha. Đúng rồi. À mà cái điều đặc biệt á, nó nói là trong đây không có rượu. Thường thường á, cái viên này ở trong á, mình cắn vô cái nó hay có cái rượu ở trong á, thì cái loại đó Mười không có thích. Nhưng mà cái này hên á, là nó không có rượu, thành ra Mười ăn được. Chứ còn nếu mà nó mà có rượu là anh Mười coi như trúng mánh, nguyên cái hộp này anh Mười hưởng hết. Quá trời luôn nè, nó để nè. Nó để đủ thứ loại trong đây hết luôn á, thành ra cái hộp này nó tới 70 mấy viên lượng, trời ơi, tha hồ mà ăn. Mà cô Mười đó, cô Mười đi Bỉ rồi mà cô Mười có bằng chứng gì không? Ăn kính có. Chứ là nó đi qua Bỉ á, anh Mười nói là ở thật sự Mười không có rành.
Anh ở bên đó đó, nó nổi tiếng sô-cô-la. Cái thứ hai nữa là có một cái thằng nhỏ biểu tượng của Brixen, là thủ đô của nước Bỉ, rất là nổi tiếng. Nó như ai tháp Eiffel vậy ha. Đúng rồi. Của Paris ha. Là cái thằng nhỏ nó đứng đái, cái Mười mới thắc mắc tò mò, Mười nói là nhất định phải dẫn Mười tới cái chỗ thằng nhỏ đứng đái để Mười check in. Thì khi mà đi á, đi ngang qua luôn không biết, cái thằng nhỏ nó nhỏ xíu đứng ngay góc ngay cái tấm tượng nó đái, nó làm cái vòi nước nó phun ra, mà Mười đi ngang, Mười đâu có biết, đi qua rồi bắt đầu đi lại nữa mới để ý thấy tao với cái thằng nhỏ có chút xíu đứng ngay cái vách tường. Thì thằng nhỏ nó như thế nào? Nó đây. Mà cái thằng nhỏ trong đó nó bự hơn thằng này nha, chứ không phải nó này. Cỡ nửa thước không? Nửa thước. Chắc không biết, chắc cao hơn nửa thước. Thì bắt đầu á, mà qua bên đó nó bán mấy cái quà lưu niệm đó, nó có đủ màu hết á. Nó đủ màu hết, mà Mười chọn thằng màu đen, đen thui thù lụi vậy nè nó. Thành ra mà ai mà tới nước Bỉ là phải tới cái chỗ cái thằng nhỏ này. Và Mười cũng tới rồi mua một cái kỷ niệm về. Cho nên bữa nay á, nhận được cái hộp sô-cô-la, Mười cứ quen miệng gọi là sô-cô-la, mà lại là từ Bỉ nữa. Cho nên cái ký ức nó tràn về, xong Mười mới nói với anh Mười, chờ hết lockdown, hai đứa sẽ đi qua Bỉ một lần nữa, sẽ đi làm clip, quay lại. Với lại á, đi lại đi thăm thằng nhỏ. Đi thăm thằng nhỏ, con này nó có lớn không? Với lại đi mua sô-cô-la về ăn. Nó không có lớn, nhưng mà có một cái cưng quên là thằng nhỏ này nó mặc đồ. Mùa hè thì nó ở trần ở tuồng, nhưng mà mùa thu nó mặc áo à. Mùa đông nó mặc áo lạnh nữa nó... Ừ. Cái lúc đó mày đi hình như là mùa thu. Mùa thu hay mùa hè? Không, mùa thu hay mùa thu á. Nhưng mà nó có mặc một cái áo, lúc đó nó có mặc cái nó áo mỏng rồi, nó khoác áo mỏng rồi. Trời ơi, em rất là cảm ơn chị Thanh Tùng luôn. Bữa nay làm em nhớ về cái trận đi Bỉ lần đó quá trời luôn. Rồi nhân cái dịp lễ phục sinh này, em gửi lời cảm ơn đến gia đình anh chị và chúc anh chị được nhiều phước lành. Và chúc Văn đó là mau sớm tìm được một nửa trái tim của mình. Rồi em gửi lời chúc đến cái ông chủ của chị là thật nhiều sức khỏe. Rồi hy vọng là cho mau hết lockdown để tụi em sẽ đi qua bển thăm gia đình anh chị. Em rất là cảm ơn anh chị. Bây giờ em sẽ để cái hộp này vô trong tủ lạnh. Rồi sau đó em tiếp tục là em đập hộp lại những cái đập thùng, gọi là đập thùng. Em sẽ đập thùng tiếp theo. Bây giờ em sẽ bỏ cái này qua. Mà anh Mười á, anh nói cái hiệu này á rất là mắc luôn á, không có phải là rẻ đâu. Mấy ký thịt bò đó, nhưng mà em á thì em nghe tới mấy ký thịt bò rồi á thì chỉ biết giờ em quyết định suy nghĩ rồi là em sẽ để dành. Mỗi một ngày em với anh Mười á, mỗi người chỉ ăn được một viên thôi. Một ngày là được 2 viên. Mà 78 viên thì em tính ra là 39 ngày. Hai đứa tụi em sẽ ăn cái hộp này trong vòng 39 ngày. Thì lúc đó nó cũng vừa tới thời điểm hết lockdown, là em sẽ đi qua Pháp em kiếm chị. Kiếm chi vậy? Tiến thăm chị. Chứ không phải là kiếm praline ăn nữa hả? Thôi, không dám ăn nữa đâu. Ăn như đây là đã lắm rồi, không dám xin ăn nữa đâu. Tại vì nó mắc lắm, không dám ăn nữa. Ăn lần cho biết thôi. Đó, giờ em bỏ nó vô tủ lạnh. À, ổng còn nhỏ đi luôn. Ổng nhỏ đi, chứ giờ nó lạnh á. Sợ nó lạnh. Xong hai thùng rồi. Bây giờ tiếp tục tới thùng thứ ba. Thùng này để coi có gì ăn không. Anh Mười ảnh cứ rình rình ảnh cứ vô trong Amazon ảnh đặt hàng chổng á, Mười không có biết. Để coi ảnh đặt cái thùng này là cái thùng gì đây mà thấy hàng về quá trời không biết. Ăn lễ hôm nay, ăn lễ lớn luôn á. Ăn lễ đặt nhiêu đây thùng không là đủ no rồi. Cái này huynh đặt này là cái gì vậy? Cái gì mà hai ô. Ở Fanfry luôn, của Pháp nữa vậy. Trời ơi. Không lẽ chị Tùng chị tặng gì nữa vậy? Đâu rồi, để em coi cái tên này đâu vậy? Cái tên này của Đình Chi, ô Quynh Đặc. Trời ơi, khui ra thấy Fun Fry nữa, tưởng đâu chị Tùng chị tặng cho cái thùng quà khủng nữa chứ.
in Fun Fry đàng hoàng năm 1925. Ồ, là thành lập năm 1925. À, tưởng đâu cái thời năm 1925 là nó đã có cái chảo này. Chảo tưởng đâu. Đã có cái chảo. À, vậy là chảo cổ luôn á hả? Đầu tay của nó. 1 2 3 bây giờ khui, khui sao đây? Trời ơi, mấy cái thùng này nó khó khui quá vậy. Đây, qua đây, một cái chảo. Wow, không phải siêu to khổng lồ đâu cả nhà, mà biết gì không? Siêu nặng. Ồ, nó nặng giả mang cái chảo luôn nè. Mười cầm một cái mà bà con thấy không? Chuột nè, chuột nó nổi lên luôn nè. Cái chảo giả mang thật chứ. Ồ, ồ. Cái chảo này là 3,5 kg hả? Ồ, chảo gan hèn chi nó rất là nặng. Mà bà con biết sao anh Mười anh mua cái chảo này không? Hồi bữa hổm á, Mười mới nấu, Mười chiên bánh xèo, Mười đổ bánh xèo mà bằng cái chảo chống dính á, chảo không dính ở nhà á. Chiên ra anh Mười anh chê, anh nói bánh xèo gì mà chiên ra giống như là hột vịt chiên vậy, thành ra anh chê. Anh nói bữa nào anh sẽ đặt mua một cái chảo gan để cho Mười đổ bánh xèo hết sảy luôn. Với lại làm gì? À, chiên thịt bò. À, chiên thịt bò với chiên cá, thành ra anh Mười ảnh mới mua cái đồ đo nhiệt độ là để ảnh sẽ chiên một cái miếng bò, rồi sau đó rồi bữa nào Mười sẽ làm một cái clip chiên bánh đổ bánh xèo cho cả nhà xem nha. Cái chảo nè, trời ơi, hết sức. Cái chảo 3,5 kg nó nặng vừa gì mà nó chỉ có là 26 cm thôi nha. Cái bề hoành này nè có 26 cm mà nó nặng 3,5 kg. Mà cái chảo này á, mai mốt mà già là coi như là không có xài nổi đâu, đâu có đủ sức đâu mà để cầm cái chảo này. Cho nên là Mười khuyên á, là nếu mà ai mà U60 trở lên rồi thì đừng có mua cái chảo này nha, cầm cũng có nổi. Nếu không là phải tập tạ. Trời ơi, này nó có cái hương hiệu nó in vô cái này luôn. Trời ơi, quá trời đã luôn cái chảo này. À, hết sảy luôn. Cái này mà chiên cá chắc là da nó sẽ rất là giòn nè. Rồi chiên thịt bò, tại vì thịt bò mà mình ăn cái kiểu mà steak á, mà mình chiên bằng mấy cái chảo ở nhà nó mỏng quá, nó không có đủ cái độ nóng, thành ra cái miếng bò nó cũng không có ngon luôn nữa. Không lẽ bây giờ đi chợ nữa hả anh Mười? Chắc là phải mua 2 miếng thịt bò để về thử cái chảo liền cho cả nhà xem. Chứ còn nếu mà để mà đổ bánh xèo thì hơi lâu, tại vì bây giờ Mười mới đang bắt đầu chuẩn bị trồng rau à, thành ra chưa đổ bánh xèo được. Để Mười đi chợ, Mười mua cái 2 miếng thịt bò về, rồi bỏ vô cái chảo này chiên lên thử coi nó như thế nào, rồi Mười sẽ báo cáo bà con tiếp theo nha. Trời ơi, thật sự là cái chảo này xài biết chừng nào hư rồi, không thể nào mà hư nổi cái chảo. Rồi tiếp tục xong một cái hộp thứ ba rồi, Mười cho nó qua một bên. Cái chảo xài cả đời. Còn cái hàng không giới hạn á Mười. Dữ vậy đó hả? Còn bây giờ tới cái thùng này mới là cái thùng khủng nè. Cái thùng này nó rất là to luôn. Cả nhà biết tại sao mà nó có cái thùng to này không? Trước khi khui cái thùng á, Mười sẽ kể cho cả nhà nghe là cái bếp từ của nhà Mười á, cái hôm mà 23 tháng 12 á, tháng Tết á, là ngày đưa ông Táo gì trời á, đưa ông Táo về xong tự nhiên cái bếp Mười cũng đi điện luôn, nó không xài được. Cái Mười nó chắc cũng đi theo ông Táo đi lên trời luôn rồi, không xài được. Cái Mười mới anh Mười ảnh mới điện cho cái người thợ để sửa bếp để nó lại nó coi á, mà lấy cuộc hẹn không á, là phải 2 tuần lễ thợ nó mới lại. Rồi xong cuối cùng đâu có sửa gì được đâu. Cuối cùng cái tự nhiên bữa nọ Mười mới mua trái cây về, Mười cúng mẹ Quan Âm, xong Mười tự nhiên Mười cúng lên cúng mẹ Quan Âm xong cái đâu có tự nhiên lát hồi cái Mười xuống Mười trọt vô cái bếp, rồi tự nhiên nó hoạt động lại bà con. Thế là phải điện hồi cái người mà đi lại sửa cái bếp á, hồi không có lợi xong. Thì từ hồi hôm mà 23 Tết tới nay Mười xài vẫn ngon lành. Rồi cách đây khoảng 3 tuần lễ tiếp tục nó bị mát nữa, tự nhiên nó muốn hoạt động là hoạt động, nó không muốn à. Rồi á, mà cái bữa đó là thời gian còn lockdown á, đâu có đi mua bếp về được đâu. Thí dụ như nó không có lockdown thì mình tới Media Mart mình đặt mình mua, rồi người ta đem lại nhà người ta gắn cho mình. Nhưng mà do cái lúc đó không có được như vậy, anh Mười ảnh mới bực mình quá, ảnh mới vô Amazon ảnh đặt cái bếp này. Mà
Tới nay là 3 tuần lễ nó mới lại, mà cả nhà biết chuyện gì xảy ra không? Rồi sao cái bếp tuần lễ tiếp tục nó hoạt động xài được nữa, rồi giờ nó đâu có hư đâu. Rồi anh Mười anh bực mình quá, anh nói ảnh mua ảnh thay luôn, chứ bây giờ đang xài mà tự nhiên nó đã ba trợn rồi, lâu lâu nó cứ ba trợn cái kiểu đó hoài ai chịu nổi. Thành ra mua đặt hàng bữa nay nó mới lợi nè, cùng hàng khủng hoảng luôn. Trời ơi, hoài đó, nó gối rất là kỹ luôn cả nhà ơi. Đây nè, nó gói kỹ dữ lắm luôn cái thùng này, tại nó sợ bể á. Bao nhiêu là cái giấy này, bay mấy cái chống sốc nè. Ây da, trời ơi, nó nặng. Đây. Nhưng mà bây giờ mình khui ra rồi, mình đâu có xài đâu. Mình khui ra rồi cái bếp mình hoạt động được rồi, giờ mình đâu có xài. Thôi, cái mát là thay luôn. Thay luôn uổng quá vậy. Thay là mình có phải kêu thợ không hay là tự huynh thay? Huynh thay được, nhưng mà nếu mà không có cái đâu lại gì? Có cái gì? Có học về điện này thì không được thay. Huynh biết hả? Huynh có học thì đâu là được phép. Ổn không đó, để hư cái bếp đi. Bếp mà nó sợ cháy nhà nó bảo hiểm nó được. Ôi. Trời ơi nó nặng quá, bây giờ phải anh Mười phải hỗ trợ Mười kéo cái thùng giấy này ra rồi Mười mới ôm cái bếp nổi, chứ cái bếp nặng quá Mười kéo ra không nổi nè. Trong một cái thùng lớn nó sẽ có một cái thùng nhỏ tiếp đó, vậy là tổng cộng hồi nãy giờ Mười đập quá trời thùng luôn nội, mà cái thùng của cái chảo là nó hết 2 cái thùng rồi, rồi cái thùng của cái bếp nó 2 nữa là 4 cái thùng, với 2 cái thùng kia nữa là tổng cộng tới 6 cái thùng. Ăn lễ lớn quá trời lớn luôn. Trời ơi nó gói kỹ dễ sợ không. Cái bếp bóng lừ đây nè. Nhưng mà chắc là Mười gỡ tới đây thôi chứ, chứ Mười không có gỡ được nữa rồi. Đây nè cái bếp nè. Bếp đẹp quá trời đẹp luôn á. Nhưng mà bây giờ uổng quá là cái vấn đề là cái bếp nhà mình nó còn đang xài mà quên thay luôn hả? Hay để chờ xài chừng nào nó hư đi rồi hãy thay. Trời nó mát mà. Lúc được lúc không mà. Chờ tới lúc nó hư là mình hư trước nó. Thôi chờ nó mát lần nữa đi rồi thay, chứ giờ uổng quá à, đang còn xài được uổng quá à. Mình không thay mình đâu có biết cái bếp này nó có hoạt động hay không. Nếu nó không hoạt động là mình để lâu quá mình đâu có không có trả lại được phải không? Chà căng à. Giờ hả mua rồi thì phải xài để khi mình gắn vô á, mình coi nó có hư hao gì á, rồi mình nếu mà nó có hư á thì mình còn trả lại chỗ bán mình được. Chứ mình mà không ấy thì nó sẽ nó mình mà xài đã rồi mấy 4 tuần lễ mà mình mà không trả nó rồi là mình phải tự chịu trách nhiệm thôi, vậy là phải xài nó rồi. Nhưng mà bây giờ trước khi xài nó đó bảo hành 2 năm, nhưng mà nếu mà bây giờ mà nó hư á là trong vòng 4 tuần lễ mình trả nó lại, mình làm lấy tiền về thoải mái. Ok, nhưng mà bảo hành là 2 năm nha. Gặp cái bếp này nó ba trợn không à, tại vì bây giờ không biết nó mát lúc nào nữa, thiệt tình luôn á. Thôi vậy bắt buộc phải xài bếp mới rồi. Nhưng mà trước khi mà gắn cái bếp mới á thì bây giờ Mười phải chạy đi, anh Mười chở Mười đi chợ mua cái thịt bò về làm ăn trước đi, rồi ăn cho nó có sức đi rồi bắt đầu mới thay cái bếp này được. Giờ đẩy nó lại để nguyên hiện trường ở đây đi. Giờ đi mua 2 cục thịt bò về thử cái chảo trước, ăn cho có sức rồi mới tính tới cái này, chứ ráp cái này là cả một vấn đề á, lâu chứ không phải lẹ được đâu, rất là lâu. Mà anh Mười này không biết có tin tưởng nổi không, lỡ mà chỉ cần gắn vô nó không đúng cái sợi dây nào, một cái là cái bếp cũng đâu có xài được đâu. Thành ra nó mất thời gian lắm, đói bụng lắm, thành ra phải mua thịt bò về thử cái chảo ăn trước cho có sức rồi bắt đầu mới gắn cái bếp. Bây giờ Mười đi chợ đây.